À, mọi người trên nước Việt hãy gán lấy kinh của Thiên Tâm ra đọc thì mới thoát được cảnh nghèo đói bệnh tật chiến tranh khắp chết. Giờ này đọc để giao duyên chừng một hai trang thôi chứ đọc này nó không có đủ giờ. Kinh Sám Địa Mẫu. Hữu hớn chung nơi nguyện thành cố, tịnh thiểm tay miếu cậu ứng linh, thượng tầng tỏ ánh quang minh, chim loan mẫu ngự truyền kinh răng đời, kim ngôn mẹ đây lời mạch huyết, đức từ tôn tha thiết khuyên con, hiếu trung giữ vẹn cho tròn, mẹ hiền bố điển bảo toàn chúng sanh, tam nhập mẫu tâm thành kính mẫu, tấm lòng son vọng thấu diêu cung, gia gia xâm hợp trùng phùng, dân an quốc thới hưởng chung thanh bình, mùa màng được tươi sinh sung túc, mẹ độ con từng phút từng giây, núi sông vũ trụ đó đây, chính do hoàng mẫu dựng gầy tạo nên, linh điển mẹ dưới trên phân rõ, tâm chân kinh mẹ tỏ lời châu, hoàng cai đại đạo nhiệm màu, hóa sanh bốn biển năm châu tươi nhuận, Phật mẫu ngự thượng tầng độ thế, điển chân linh phước huệ rải ban, tâm kinh mẫu dạy rõ ràng, con lành hiếu thảo đàn tràng cung nghinh, phước lộc thọ hiển dinh do mẫu, trọn đủ thời kỳ mẫu hằng niên, dân an nước thạnh nhà yên, lời châu mẫu dạy ngâm kiên tu trì, thơ ngâm diệu huyền vi cơ bút, mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh, xưa vua bàn cổ phong danh, diêu trì Phật mẫu hóa sanh muôn loài, chân linh mẫu xét soi vũ trụ, điện âm dương kết tụ anh nhi, thượng tầng mẫu ngự vương phi, phân ra thiên địa trị vì chúng sanh, địa mẫu truyền chân kinh tâm huyết, khí âm dương hội hiệp cùng nhau, mưa hòa gió thuận tươi màu, hóa sanh nhân loại ngạt ngào chân thân, vậy ai mới bước lần đường đạo, phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh, lời châu mẹ dạy huyền linh, hoàng thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn, cầu lệnh mẹ bảo toàn sanh chúng, độ nhân sinh giữ đúng hạnh tiên, từ đây thiên địa phân riêng, âm dương chân khí linh nguyên chẳng ngừng, nhật nguyệt tinh phương trời sáng tỏ, mấy huyền vi hiện rõ thần thông, mẹ phân nam bắc tây đông, bốn phương tám hướng bao vòng càn khôn, điểm tiêm mẹ bảo tồn vĩnh cửu, chốn trung ương mẹ thụ địa châu, linh quang chiếu sáng nhiệm màu, thiên tiên bảo dưỡng gồm thâu nhân lành, vua quân mẫu trường sanh bất lão, tài cao minh sáng tạo huyền vi, thiên luân địa án diệu kỳ, chi âm phối hợp phục quỷ diệu đài, thiên địa lập âm lai dương khứ, ký thần tiên nhìn giữ điển linh, đất trời do tạo hóa sinh, pháp luân thường chuyển siêu hình căn nguyên, chính mẹ tạo tôi hiền chúa thánh, phủ điển linh chân tánh tâm thanh, chẳng ngừng hóa hóa sanh sanh, thiên can thường chuyển dẫn hành địa chi, thần giới khí tụ thì thai thánh, mẹ cu mang canh cánh thập niên, tình thâm mẫu tử tiên liên, mười niên trường chuyển dụng thánh thai nhi, minh quân xuất thế trần ai, sáu vị thiên tử vi tài huyền quang, mẹ phán vua tiên hoàng con trưởng, đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai, nhân hoàng tam đệ thiên tài, còn ba vị nữa phân rài sau đây, vua phục hy ngày hay biến quá, bát quái phân phát họa hiển linh, chỉ rành tám hướng thinh thinh, âm dương vũ trụ quang minh phân bày, vua thần mang vi tài ngũ cấp, sắc lệnh gieo châu ngọc khắp nơi, đó là hạt giống của trời, sanh ra lúa gạo giúp đời an khang, vua hiên viên tạo ban y phục, đem ấm no hạnh phúc vạn dân, lưu truyền cơm áo chốn trần, để cho trần thế tấm thân thanh nhàn, vũ trụ do mẫu hoàng xuất phát, mẹ tạo ra bồ tát thần tiên, thượng tầng bao phủ điển thiên, chẳng rời xa khỏi mẫu hiền dưỡng sanh, nhìn biển cả trời thanh nước biếc, khắp bốn mùa tám tiết trở xoay, gió ngàn tỏ lượng tầng mây, hóa sanh nhân loại cỏ cây thú cầm, có ngũ nhạc bỗng trầm ngân trỗi, khắp muôn nước từ mẫu dưỡng sanh, các đời vương đế đại danh, từ trong thân mẫu trưởng thành mà ra, danh lam có năm tòa thắng cảnh, chốn lâm sơn tuyết lạnh xương rơi, có cây cổ thụ sống đời, sắc nhân trăm họ do nơi mẫu thành, năm giống lúa tươi xanh vung dưỡng, sáu thứ gạo dành thưởng nhân sinh, nhân dân no ấm hiển dinh, sống nhờ điển mẹ huyền linh phủ đầy, khi lìa thế gửi tay thân mẫu, sự hóa sanh dời đổi vô thường, thân mẹ là chỗ tựa nương, từ tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn, nào châu quận thôn làng tỉnh huyện, kỳ lâu đài cung điện nguy nga, tam chùa quán xá lập ra, hiền thần tiên thánh mẹ đà thượng phân, chư vật đắc kim thân do mẫu, cả trơn châu ngọc bổ đó đây, thiếu chi kẻ ước việc này, lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành,
loại kim khí bạc vàng quý báu, tất cả do mẫu tạo xuất ra, vương hậu vạn quốc gia gia, cũng do lệnh mẹ ban ra tôn sùng. Người chống thế hiếu trung hưởng phước, bao huyền linh sâu trước mẹ ban, dân an quốc tới thanh nhàn, đế vương cung kính mẫu hoàng từ tôn. Trong vũ trụ tuần hoàn tạo hóa, do mẫu sanh ra quả địa cầu, biến xa xáo ngã luân hồi, biết bao sản vật hoa màu tốt sinh. Kẻ thể đâu rõ tình thâm mẫu, dầu hoàng thiên khó nổi sánh hơn. Trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ hóa huyền chân phép màu. Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ, ngũ cốc dành hóa độ nhân sinh. Cỏ cây tươi tốt hương thanh, địa châu thấm giọt mưa lành phì nhiêu. Chính hơi nước thâu nhiều mặt huyết, bao tinh vi xương tuyết giá băng. Đài mây gom tổ phụ văn, gặp luồng quan điểm biến tan mây liền. Mưa tuôn xuống trần miền tỏ khắp, cù rồng kia trốn nắp ngàn sông. Lãnh phần vận chuyển gió giông, mẹ truyền hoán võ hô phong ứng hầu. Cù rồng ở xứ nào chẳng có, ẩn biển sâu làm gió chuyển mây. Đều do lệnh mẹ phán bày, ân trên chiếu chịu dám rài cãi đâu. Muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất, mẹ dưỡng nuôi âm chất hoàng khai. Ngọc nhằn nào quảng đắng cay, điển quan huyền diệu đêm ngày dưỡng sanh. Chúng dương trần con lành tọ hưởng, mang nhiệm màu mẹ thưởng hồng ân. Tất cả do lệnh mẫu phân, công dày chẳng thấy người trần ghi tâm. Mẹ thương con vợ thầm đau thắt, chẳng bao giờ nhắm mắt nghĩ đâu. Điện quan nếu mẹ rút thâu, càng không vũ trụ địa cầu tiêu tan. Khi cá ngao trở ngang vùng vẫy, thiên địa đành chịu phải rã đôi. Dương trần như thể bèo trôi, cảnh trời trống rỗng thảm sầu nạn tai. Ngoại càng không như lai tạm mận, chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tinh. Từ vua chúa đến quân binh, sẽ đều tận diệt nhân sinh điêu tàn. Phương hướng đành tiêu tan tất cả, như ở trong lò hỏa bị thiêu. Muôn loài vạn vật bao nhiêu, phải đành chịu cảnh quạnh hiu khổ sầu. Mẹ phán truyền lời châu cao quý, ai sưu tầm diệu lý quang minh. Tâm thành khảo sát chân kinh, thọ trì giảng nói chúng sanh hiểu rành. Từ tôn chiếu điển lành ban phước, sắc lệnh phê người được hiển dinh. Khi tài huyền diệu cao minh, mẫu từ giám bút ngọc linh chi truyền. Nhập vào tâm kẻ hiền sáng suốt, chân khí như ánh đuốc thiên nhiên. Mẫu cho phản bổn hờn nguyên, chân thần đúng hoặc xuất liền chẳng sai. Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tánh, gắn tâm tu hưởng cảnh thượng đài. Hai tâm chung chuyển đạo ngay, lý chân thông hiểu chớ rài bỏ qua. Cần quán tưởng sâu xa kinh mẫu, nhớ khuê tài nông nổi mà chi. Chân linh lệnh mẹ khá ghi, quần thần gian võ chẳng ghi lời vàng. Đại từ tôn mẫu hoàng cao cả, ân đức dày vong nhã đành sao. Tao nhân mặt khách anh hào, nông thương công sĩ nở nào lặng ngơ. Không đền đã tôn thờ cung kính, nở vô tâm chẳng kính mẫu hiền. Tâm sâu nghĩa cả thiên liêng, đành lòng bội bạc trơn truyền lời châu. Chánh pháp đạo nhiệm hầu ai rõ, giả đời như chẳng tỏ ngộ chi. Phụ ân từ mẫu diêu trì, đọ đài muôn kiếp chẳng thì tái sanh. Muốn biết rõ tánh danh Phật mẫu, hãy lắng nghe lời mẫu phân rành. Bãi bà hỗn độn hóa sanh, thở cầu mù mịt trượt thanh chưa tường. Thiên địa chia vâm dương chân khí, thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm. Tuổi thọ 9600, thời gian thức thế khổ tâm nhọc nhằn. Muôn ngàn năm quyên rang dạy dỗ, ngày biệt ly diệt độ chẳng ngờ. Mẫu hoàng từ giả con thơ, hóa thân chớp nhoáng phút giờ chia tay. Hư không ngự mây đài thượng cõi, điện quang minh chiếu rọi khắp nơi. Huyền vi biến hóa chuyển đời, truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha. Chẳng thấy ai lệ xa nhớ mẫu, trong trường gian gợi nỗi nhớ thương. Ngự thuyền lướt sóng trùng dương, nào ai để dạ dấn dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng tô phiền chắc, lòng ước mong biết mà trùng phùng. Sớm về điện ngọc diêu cung, con lành cố gắng hiếu trung tu hiền. Hỏi tí sủ khai thiên tịch địa, vạn sự thành hiếu nghĩa vi tiên. Chân kinh Phật mẫu diệu huyền, hơn 180 câu khuyên răng đời. Mỗi câu mỗi ý lời mẹ thuyết, cũng từ nguồn mạch huyết chảy ra. Gần bao lời ngọc thiết tha, đúng ngày thập bát trần hồng giáng sinh. Mẹ phụ ở điển linh quảng đại, tâm huyết như để lại chân kinh. Kim ngôn siêu thoát quang minh, từ tôn bổ điển chúng sinh an toàn. Là con hiếu đàn tràng cung kính, mỗi hằng niên nguyện thỉnh mẫu từ. Đúng ngày thập bát trăng mười, gia gia tụng niệm người người trì kinh. Lập đại lễ hoa sinh trà quả, nhân hương hoa tất cả kiết tinh. Cùng nhau hội hiệp trì kinh, sở dân từ mẫu chứng minh con lành.
công đức mẫu vô hình khó tả, dầu lâm sơn biển cả khó hơn, hay mà đáp nghĩa đền ơn, phải dùng am tự hỏa sơn tượng hình, rồi dâng lên hương linh thờ phượng, tạo lập hành tâm tưởng bái tôn, duy trì Phật mẹ linh hồn, hiếu từ làm đặng y ngôn kim truyền, mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo, gắng sức xây tái tạo mô đi, tùy gia phương tiện hữu vi, chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào. Mẫu chứng lòng thành cao tâm hảo, sẽ ghi con tên thảo danh đề, lại ngọc mẹ chuyển bút phê, tâm và phổi sạch trở về diêu cung. Bởi vì con tận trung tận hiếu, đắc quả cao củ kiếu khai minh, con hiền thọ hưởng trường sinh, nhờ lòng quảng đại quang minh tâm lành. Mẹ sắc tướng phong danh muôn thọ, chánh quả thành dứt nợ trần ai, ban cho củ phẩm liên đài, trung vương thượng quốc về ngay đền vàng. Phu phụ đồng đắc đạo kim thân, mẹ ban họ hưởng hồng ân, lưu danh vũ điện muôn phần vẻ vang, đức từ tôn mẫu hoàng cao cả, và đức tâm vô lượng vô biên, ngự nơi cõi thượng thiên liêng, độ cho quốc tế dân yên thanh bình. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Phục thi vô hình vô tướng, mẹ cầm quyền phạt thưởng nhân sinh, ban ra lời ngọc chân kinh, khảo sát địa lý khai minh địa cầu, thọ hỗn độn một bầu không khí, còn mịt mù vô thủy biết đâu, Phật địa mẫu ngự đã lâu, Phật ra thiên địa chạm vào chuyển xây, mẹ đứng ra làm thầy trước nhất, đạo hoàng thay lời thật quyền linh, phổ thông truyền bá chân kinh, phán bày phong tục nhân sinh sáng ngời, chốn phàm trần đến đời muôn hạ, mẹ nhắn cơ bút tại chân kinh, hai tiền ấn sống phổ in, mẫu hoàng bảo hộ gương linh phụ trường, người nào đầy lòng thương tiếp dẫn, giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chưa, những đời hành trị thượng quân, hết lòng chỉ giáo linh nhân thọ tường, khắp thế giới thập phương cung kính, các niệm trì nguyện thỉnh lời châu, đắc thành sở nguyện mong cầu, vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm. Xét ra khắp cả hoàn cầu, đều do lệnh mẹ phép màu chuyển ra. Mẹ thương con vị tha tất cả, nào thấy ai để già xót thương, đám trai có nhọc ai tường, rõ đông nỗi khổ đồng trường biết bao. Phán truyền bày rõ nhiều lời, hóa sanh thần đạo khai đời dưỡng sanh, Phật mẫu cố phân rằng tất cả, 72 vị đã lãnh Phật, đương kinh hành sự xa gần, vị nào cũng có thánh thần hợp chung. Vì mình mẫu chẳng cùng ai cả, khắp ở trong thiên hạ xứ nào, là chùa tạo miễu đền cao, phụng thờ thần thánh ra vào cung ninh, còn mẫu đây đi mình ai nhớ, đến thánh danh cũng chớ tường tri, cõi trần chẳng có chi chi, một ngôi miễu nhỏ vậy thì cũng không, bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghĩ, chỉ cho đời cải tạo ăn năn, chẳng luận cao thấp ngang bằng, giàu cho trẻ nhỏ lòng hàng trì kinh, 9 tuổi biết cung linh độc tụng, điển huyền di hữu dụng mẹ ban, cốt nhục xa cách lạc đàn, mẹ cho tái hợp bình an xâm vầy, vua trong cảnh bao ngày cách biệt, giàu chia ly cũng hiệp cùng nhau, công phân hai bậc tháp cao, hai ai cũng được truyền trao kinh này, khắp non nước Đông Tây Nam Bắc, phổ biến kinh để nhắc nhở lòng, thập phương bá tánh rõ thông, nếu chẳng khứ nợ chắc không sinh tồn, bao nguy khốn dập dồn đau xiết, nạn thiên tai thủy kiệt sông băng, chúng sanh ngã gục nhào lăn, lâm vòng đại nạn khó chăng được nào, thì bây giờ ấn đau bệnh tật, sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê, khắp trong tất cả thành quê, hãy đều thọ nạn ê chề khổ thân, vì nắng hạn mưa dầm ngập hết, thổ sản này ngã chết chẳng còn, đói lòng hoàng quại các con, vậy khuyên đáng nhớ lời sau mẫu từ, mẹ khuyên con tâm tư lời cuối, gắn tâm tu xong suốt lý kinh, truyền trao giải nghĩa phổ in, cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời, những con sẽ hưởng lời hết khổ, nội trong năm phổ độ đầu tiên, mưa hòa gió thuận khắp miền, mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai, còn như đáo lễ ngày kỵ mậu, lập đàn tràng bái mẫu trì kinh, dân đàn sám hiệp quang minh, từ tôn vũ điển nhân sinh phúc dày, mỗi trang có ba ngày mậu kỵ, hãy thành tâm bình chí cúng dường, kính đàn đăng thủy hoa hương, ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo, việc cúng kiến phải cho tinh khiết, cố gắng tu tha thiết cần kiên, lo trọng phận sự hằng niên, 36 nhật kỳ thiền trì kinh, sắm lễ vật cung nghinh từ mẫu, trong các ngày kỵ mẫu lập đàn, gồm có 6 ngọn đăng quang, quả hoa tươi thắm hương phần 5 cây, 6 thùng nước lọc đầy đủ lễ, cùng chung nhau hợp để kỉnh đàn, thuyết kinh giải lý rõ ràng, mọi người đều định tâm mang thọ trì, ai xứ nào làm y lời dạy, định tinh thần tụng 7 biến kinh, tiêu bao nghiệp chướng tội mình, hưởng đời quân thượng huyền linh sanh tồn,
ai cố gắng sớm hôm trì tụng, thêm hai thời chuyển dụng tâm thành, mẹ ban huyền diệu điển thanh, tự tay cứu chữa mạnh lành nội gia, đức từ tôn truyền ra cho biết, các con cần tha thiết ghi lòng, nơi nào kính mẹ sớm mong, trì kinh địa mẫu phước thừa bình an, mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó, được trúng mùa mưa gió thuận hòa, ai tùng phổ biến gia gia, tuyên truyền kinh mẫu đứng ra giải bày, phổ thông minh đủ đầy nghĩa lý, mẫu sẽ sai tất cả thiên thần, gia thần ủng hộ ân cần, đồng theo độ kẻ xa gần thành tâm, được phúc lành tháng năm no ấm, trên thiên đình ghi chấm phước ban, nội gia kẻ đó an nhàn, được mùa thành phát vinh quang muôn phần, thanh long bạch hổ thần cũng chán, phò tán người xứng đáng con lành, từ tôn cho biết rõ rành, trăng mười thập bát giáng sinh trần miền, đến giờ ngọ tâm thiền kính mẫu, chẳng có nên dời đổi thời gian, sủ mùi thình tức không an, đúng giờ nhất định lập đàn trì kinh, cầu lệnh mẹ thương tình cứu khổ, phủ điển linh phổ độ chúng sanh, các con tụ họp tâm thành, được ban màu nhiệm phúc lành khắp nơi, mẹ hiển dáng xuống đời tri chứng, phương hướng nào bền vững chí tâm, thường hành kinh mẫu diệu thâm, ngày đêm thành kính tháng năm thanh nhàn, chân kinh của đức mẫu hoàng, gần bao diệu lý lời vàng ngọc châu, kinh điện mời thánh mừng đạo lý, gán cần kiên nghiệm kỹ lời khuyên, hằng ngày đồng rã khẩn nguyền, được nhiều công đức tội liền tiêu tan, điện nguyền linh xa gần chiếu tỏ, phóng hào quang khắp cả bầu trời, tưởng người hiểu rõ từng lời, tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu, hai thông đạt từng câu nghiệm kỹ, đã tri từng nghĩa lý diệu kinh, có thể gọi sạch tội mình, bao nhiêu nghiệp chướng ngoan tình tiêu tan, lòng mẫu từ nghĩ si đau xiết, muốn hư hủy đại kiếp phong ba, nạn thủy hỏa sắp xảy ra, thương cho sanh chúng phải xa cảnh sầu, mặt chúng chẳng quay đầu trở lại, tuân theo lời mẫu dạy trong kinh, mẹ muốn bỏ sổ tử sinh, vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều, mẹ tính mãi bao điều phương kế, chẳng đành lòng bỏ phế lẳng ngơ, tình thương vô bến vô bờ, làm sao cứu được con thơ trở về, mẹ dùng trước màu phê sắc lệnh, phán nhân rằng chuyện lệnh thế này, truyền thần thiện ác đến đây, chia làm hai phái lướt mây xuống trần, người hung dữ ác thần dẫn dắt, nhập cùng chung kẻ bất lương tâm, độc ác tàn nhẫn đa dâm, chia ra tất cả chẳng làm lộn chi, bậc hiền lương phương phi quân tử, khiến thân nương mẹ giữ một nơi, đưa vào chánh giác kịp thời, ngày đêm tu niệm quên đời gian nan, chờ đến ngày hạ màn chung cuộc, mẫu sẽ vẫy ra một cái chài, dầu cho thiện ác phân hai, tóm thâu tất cả một chài nhốt chung, liên lị kẻ tận trung hiếu thảo, người tu hành học đạo kinh tâm, chừng đó mới thấy diệu thâm, mẫu từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành, được sống sót nhàn thanh đủ trí, biết tường phân chánh lý đường tà, thiện gần ác lại tránh xa, từ đó các đạo mở ra khai hoàng, đồng xuôi lòng ăn năn quy tụ, chánh đạo mẫu hội đủ đem về, chẳng cần chia rẽ khen chê, phân ra nhiều mỗi dễ bề tường phân, hình tướng trà phép thần màu nhiệm, mẫu tả ra những điểm rất cần, thập nhập bát tú phân thân, phủ vây chánh bắc giáp gần chánh nam, còn phương hướng tây nam tây bắc, các vị thần giáp mặc long bào, gồm 60 vị tài cao, mẫu từ thoáng lĩnh truyền trao lời vàng, tuân lời dạy thiên can 10 vị, thập nhị thần định chỉ địa chi, tất cả tinh tú các vị, ủng hộ hoàng đế thái vi hoàn toàn, đức từ tôn mẫu hoàng cao, bảy tâm lôi điển tám phương, phân thân trấn thủ phi thường, 64 quẻ tỏ tường diệu thâm, hiện nguyên hình tay cầm binh khí, đứng dàn ra trực chỉ đó đây, khắp trong thiên hạ đủ đầy, trận đồ của mẫu lập xây hạ miền, cõi trời nam từ niên đinh hội, đến niên thân dậu mới thiệt rồi, biết bao huyền bí nhiệm màu, tại nơi hạ giới thảm sầu thiết tha, mẫu từ bổ tiên la địa giọng, xuất đại hùng vang động kinh hồn, làm cho tiên ngám địa hôn, thần sầu quỷ khóc phong hồn nảm thương, còn tứ đại tiên du tiếp lệnh, bốn cửa trận mẫu định trấn an, tám vị thần lực kim cang, xông vào trận hóa pháp đàn thần thông, hư không nghiêng ngã, nhật nguyệt tinh châu hỏa đảo xoay, cũng như trong trống lăng quay, thế rồi lặng mất không ngày hiện ra, mẫu thâu lại yêu tài lăng mị, kẻ bớt lương phải bị lực hình, hô phong hoán dở lôi đình, làm cho sóng nổ nước mênh mông tràn, lửa ngập khắp dương gian nguy khố, trận cuồng phong bão tố khắp vùng, mẫu thâu xong ngày đó bình an, nước rút sóng lặng gió tan, sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuận, chỉ còn người hiền lương sống sót, kẻ tiện lương được thoát khỏi dòng, thế là mẫu dụng huyền công, diệu pháp hóa biến thần thông lẹ làng,
Kinh đô có sen vàng đua nở, bốn phía vòng khắp ở thị thành. Các con hiếu thảo hiền lành, đến chừng khi đó mẫu dành hồng ân, được đổi xác kim thân bất hoại, chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên, chứng đặng đại la tiên thiên. Bởi nhờ cố gắng tu hiền thành công, hội bàn đào thưởng đồng tất cả, các con nào đắc quả dự vào, thế rồi vĩnh viễn về sau, chẳng còn chuyển kiếp khổ đau trần miền. Chúng con được miên miên bất tử, khoái lạc tiêu diêu ngự cảnh nhàn, giống cảnh diêu điện mẫu hoàng, luôn hưởng lộc thọ phước an cụ trường. Phật mẫu ngự trên thượng tầng cõi, hoàng khai dương nhân loại bảo toàn, hết lòng quảng đại sắc son, hóa sanh dạy dỗ các con phản hồi. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Cái này là nhắn có cái gì cho tất cả nước Việt bây giờ muốn thoát nghèo khổ đói rách với chân bình đẳng, thì nhà nhà nên đọc kinh này để biết có cha trời mẹ đất. Đó cái clip này mấy con đọc giỏi quá ta, đọc mấy độ mà uống cà phê hết tim đọc một kiệt luôn. Thêm lăng nghiêm thôi sư phụ. Tất cả mọi nhà mà đọc kinh địa mẫu, nước Việt sẽ sớm thoát được cái cảnh nghèo là hôm nay đó là sự thật và đeo dấu thiên tâm. Tại vì khi mà có loạn lạc á thì cái dấu này nó mới cứu được cái gia đình của mình, những cái mạng của mình á, đi ra đường hay nơi ngoài. Kinh địa mẫu dấu thiên tâm bây giờ rất là cần thiết cho một cái nước là ngũ thú đồng cư địa. Nước Việt Nam mình cũng có thú đầu thai, cũng có thông thâm, có chư thiên, chư bồ tát, chư Phật đầu thai vô. Chỗ nào có Phật, chỗ đó có quỷ. Nước Việt bây giờ cần phải đọc kinh địa mẫu cả nước luôn á, chứ không phải là chỉ có riêng lớn người